Gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng có động thái mới, ngoan cố, làm khó, nguy hiểm nhất là bố chồng. Vừa qua, trang HK01 đưa tin nghi phạm thứ 7 trong vụ án hại người mẫu Thái Thiên Phượng Abichoy đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngay lập tức, danh tính và thông tin cá nhân của nghi phạm này đã được truyền thông tiết lộ. Theo South China Morning Post, đây là một người phụ nữ họ Phan, 29 tuổi. Phan được cho là người yêu của Alex Quang, chồng cũ Thái Thiên Phượng. Cô ta bị tình nghi đã sắp xếp một chiếc du thuyền để giúp Alex Quang trốn khỏi thành phố. Sau đó, Phan đã bị bắt ở Thâm Quyến và được bàn giao cho cảnh sát Hồng Kông tại một điểm kiểm soát biên giới. Tờ Straits Times cho hay, vụ án ngày càng xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến những người yêu mến Thái Thiên Phượng không khỏi ngỡ ngàng. Điều công chúng quan tâm nhất hiện tại có lẽ là tình trạng của những kẻ ác, gia đình chồng cũ nữ người mẫu. Mới đây, một nguồn tin cho hay, đến hiện tại, gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng, liên tục có những hành động làm khó quá trình điều tra. Cảnh sát cũng nhận định vụ án lần này rất phức tạp bởi ông Quảng Cầu, bố chồng cũ Thái Thiên Phượng, từng là cảnh sát nên có thể đã lên kế hoạch phi tang tỉ mỉ vì quen thuộc với quy định pháp luật. Theo hệ thống pháp luật và hình phạt hiện hành của Hồng Kông, nếu kế hoạch phi tang thành công, kẻ xấu có thể thoát tội cao nhất. Hệ thống pháp luật được đặc khu hành chính Hồng Kông áp dụng vẫn thuộc hệ thống pháp luật Anh-Mỹ với nguồn luật bao gồm luật thành văn và án lệ hay tiền lệ pháp, trong đó án lệ được coi trọng hơn luật thành văn. Hệ thống pháp luật Anh-Mỹ áp dụng nguyên tắc nghi ngờ có lợi cho bị cáo, nghĩa là khi có những nghi ngờ không thể làm rõ trong vụ án thì nên giải thích theo hướng có lợi cho bị cáo. Theo nguyên tắc này, ngay cả khi tất cả nghi ngờ đều hướng đến gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng, nếu cảnh sát không tìm thấy thân thể, họ rất khó chứng minh người mẫu đã thực sự bị các nghi can sát hại, từ đó khó kết tội với mức án cao nhất. Trong vụ án Thái Thiên Phượng, gia đình chồng cũ nạn nhân bị nghi đã sắp xếp gây án từ lâu. Ông Cầu thuê căn nhà ở làng Lung Mây hồi tháng 2, xung quanh nhà có biển, núi, nhà máy xử lý rác, trang trại chăn nuôi lợn. Từ khi nhận được trình báo mất tích, cảnh sát đã tìm ra nơi này sau 2 ngày, thân thể Thái Thiên Phượng chưa kịp xử lý sạch sẽ. Bác sĩ pháp y Hồng Kông Cao Đại Thành suy đoán việc tiêu hủy bộ phận cơ thể người bằng cách đun nóng khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 3 vừa qua, HK01 đưa tin cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đã xác nhận các phần thi thể được tìm thấy tại căn nhà tại làng Long Way, Taipo trùng khớp với ADN của nữ người mẫu xấu số Thái Thiên Phượng, Abichoy. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, cảnh sát đã thu quân rời khỏi hiện trường vụ án. Căn nhà nơi kẻ xấu dùng để gây án cũng bị khóa lại bằng dây xích sắt. Sau gần 2 tuần, đây được coi là động thái kết thúc quá trình điều tra và tạm dừng thu thập bằng chứng tại hiện trường đối với vụ án Thái Thiên Phượng. Thái Thiên Phượng kết hôn với Quảng Cảnh Trí khi 18 tuổi, có 2 con. Năm 2016, cô đi bước nữa cùng Chris, con trai người sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hồng Kông, sinh thêm 2 con. 2 con đầu của Thái Thiên Phượng sống với bố và ông bà nội. Theo HK01, các bé hiện sống cùng bà ngoại, chịu cú sốc tâm lý khi biết mẹ bị sát hại. 2 con út chưa biết Thái Thiên Phượng qua đời, gia đình nói với các bé mẹ đi công tác. Theo MP Quickly, Thái Thiên Phượng chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ. Năm 2019, Thiên Phượng chi gần 73 triệu HKD, 221 tỷ đồng, mua nhà để gia đình chồng cũ sinh sống, ngôi nhà đứng tên Quảng Cầu. Cuối năm ngoái, cô có ý định bán căn nhà, mua căn khác cho gia đình chồng cũ sống nhưng Quảng Cầu không đồng ý. Chiều 21 tháng 2, Thái Thiên Phượng mất tích sau khi lên xe mà Quảng Cảng Kiệt, anh trai Cảng Trí điều khiển. Thân thể cô được phát hiện tại căn hộ mà Quảng Cầu thuê từ trước. Cha mẹ chồng cũ, Quảng Cảng Trí và Quảng Cảng Kiệt đều bị bắt vì cáo buộc hại người mẫu, ngăn cản điều tra của cảnh sát.